thời trang của Ngọc Trinh sau tăng cân. Ngọc Trinh thường diện trang phục không quá hở, che khéo vòng eo 63cm và vóc dáng tăng 4kg sau 3 tháng ít vận động. Sau khi về nhà hưởng án treo, Ngọc Trinh thay đổi phong cách so với trước đây. Nữ hoàng nội y vẫn diện các trang phục gợi cảm, tuy nhiên cô tiết chế độ hở, hạn chế những kiểu đồ cắt xẻ quá táo bạo. Sau 3 tháng không tập luyện, Ngọc Trinh hiện có cân nặng khoảng 53,5kg. Vòng eo của cô cũng lần đầu chạm mốc 63cm. Dù không còn giữ được vòng eo 56cm, người đẹp vẫn có thân hình mảnh dẻ, chinh phục được những kiểu đầm bó sát. Dự một buổi tiệc sinh nhật bạn thân, Ngọc Trinh mặc đầm ôm hạn chế khoảng hở. Một số khán giả nhận xét nàng mẫu trông đầy đặn, mặn mà hơn trước. Trong chuyến nghỉ dưỡng cùng các cháu ở Phan Thiết, Ngọc Trinh khoe dáng cùng bikini. Thay vì diện áo tắm nhỏ xíu, người mẫu phối cùng quần dài, áo khoác ngoài giảm độ hở. Những chiếc đầm suông rộng giải phóng hình thể được Ngọc Trinh ưa chuộng khi nghỉ dưỡng hay dạo phố gần đây. Thiết kế của một lo can brand giấu đường cong nhưng giúp Ngọc Trinh tôn bờ vai thon, làn da trắng. Trong thời gian hưởng án treo, Ngọc Trinh chủ yếu dành thời gian để đi chơi cùng các cháu, vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Một lần đưa các cháu đi chơi, nàng mẫu mặc đầm 2 dây oversize. Người đẹp 35 tuổi khoe khéo vòng một qua mẫu váy tạo điểm nhấn với chi tiết xẻ ngực sâu đắp xuyên thấu. Thiết kế có họa tiết hoa lá nhẹ nhàng, nữ tính. Trong các bộ ảnh thời trang, Ngọc Trinh cũng tích cực mặc đồ kín đáo, hạn chế khoe body. Trước đây, nàng mẫu thường thể hiện cá tính qua những photo show thô táo bạo, sexy triệt để. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.